siêu thị của người Hoa ở tại Brooklyn, New York. Mình đến cái hạt giống. Mấy cái hạt giống hủ qua ngò đậu. Nhiều cái hạt giống. Đây nó có bán bánh phở. Phở Việt Nam. Bán bánh cành. Bán đủ thứ đồ Việt Nam. Bán mì. Đây chỗ này là đường 64 đại lộ số 8. Ngoài sau nó có cái parking lot rất là thuận tiện. Đây nó bán mì. Mì cộng nhỏ. Mì cộng lớn. Gian hàng này là gian hàng thịt. Đây mấy cái đồ này là mình rất thích cái container này. Xem lần sau đi lúc mình đi làm. Bánh tráng. Bánh tráng Việt Nam. Đủ loại bánh tráng hết. Sớm chỗ này là người Hoa. Mình đi một vòng xong xuôi rồi mình sẽ đi shopping. Nước tương, nước mắm. Nước mắm Phú Quốc. Nước mắm hiệu Dược Thái. Nước mắm nhỉ. Có người nói tiếng Quảng Đông. Trà. Nên bán trà thì mình đi nhanh chút. Bên kia. Mình đi ngay chỗ này. Lúc này lobster rất là rẻ. Trước cái này có 3 đồng thôi, giờ lên 4 đồng.
sriracha, nước mắm cũng vậy. Giờ tất cả hàng hóa đều lên giá. Mấy cái đồ very fresh. Look at the broccoli. Very fresh broccoli. Let's go and visit. Wow, look at the lobster. $8.99 per pound. And look at the clam right there. Only $8.99, 8.99 một pound. Cá từ dưới đây nó có bán cá sống, cá loại nước. Salmon. Wow, bán rất là tươi. Cá hồng. Lobster loại nước. Lobster loại nước. Jellyfish. Đây là jellyfish. Giá đây là rất là rẻ. Chinese broccoli $2.49, rất là tươi. Octopus. Octopus của Việt Nam, made in Việt Nam, baby octopus. Yeah. $4. Wow.
一隻係咁幾磅啊？一隻係咁幾磅啊？4-5磅啊？小磅。啊，唔驚，因為冇貪。嚟啦，攞啲啊，攞啲唔貪。佢哋嘅 service 不能嚇，貪唔到。好bánh trung thu.
sầu riêng và 5 kali sầu riêng tươi. Đấy, bánh trung thu. Yeah.